30 trúng số, được 100 triệu. Con gì giữ cho ba 60, còn nhiêu giữ lại đó cho ba nha. Bà cứ làm lớn chuyện lên, ổng chia cho con không nha. Rồi nó biết nhà còn tiền nha, nó sẽ tìm mọi cách nha, nó rút hết không còn một đồng bạc. Bà nói chuyện gì con riêng gì trong đây? Tôi biết rằng là con tôi, mình đi phân bì với con cháu. Mời quý khán giả đón xem chương trình Đừng Để Hối Tiếc, phát sóng định kỳ vào lúc 19:35 tối thứ tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1.